Em muốn có nhiều phần thưởng về vì một số lý do, ví dụ như là có mẹ em ở dưới kia này, có chồng em này, có các con các cháu này, có chị hàng xóm, có em nhân viên này đang chờ em, là người bảo đưa đi ăn kem này, người bảo đưa đi ăn lẩu nướng này, cho nên là em áp lực lắm ạ. Áp lực rồi, Dạ còn vâng. gì nữa không? Nhiều người thì cũng lên đây có một cái lý do là bảo đến đây để gặp anh Xuân Bắc, nhưng mà em gặp thường xuyên. Anh từ chối cũng được, như em gặp anh thường xuyên, đêm đến là em gặp anh rồi. Toàn gặp đêm thôi. Toàn gặp về đêm đấy. Đúng rồi ạ, em toàn gặp về đêm thôi ạ. Cụ thể thế nào thì em Thì nói trước đi, tại vì đây anh, tại vì anh thực ra anh cũng rất hay mộng du ấy, nhiều khi anh cũng không biết được cụ thể thế nào. Trước đây thời gian của em làm đến 10 giờ đêm thì em sẽ gặp anh từ khoảng 10 rưỡi đến 12 giờ. Bây giờ em kết thúc công việc vào 8 giờ tối thì em sẽ gặp anh khoảng từ 9 rưỡi đến 11 giờ. Chồng em chỉ cho gặp thế thôi. Bạn xem đúng không? Hay là như nào? Hôm nay có ông xã đi cùng gì? Có ạ. Chứ là tức là khi bạn gặp tôi là ông xã giám sát đó gì? Đúng rồi ạ. Thế thì yên tâm rồi. Xin nữa tôi xin nghỉ, không dẫn chương trình nữa. Trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn PVGA đã tài trợ cùng chương trình. Trên tay của tôi là kịch bản. Về nội dung thì xin thưa với quý vị, chúng tôi trong một cái quy trình bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ còn phải học cái quy định nghiêm ngặt này của chúng tôi. Tức là mỗi người trong ekip chỉ được phép biết được một câu, nghiêm khắc đến như thế cơ mà. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để làm quen với bạn người chưa. Xin chào anh Xuân Bắc, chào hai bạn chơi. Em xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đổi Hình Bắt Chữ. Em tên là Ngô Thị Hồng, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Bắc Giang. Hôm nay đến được tham gia chương trình Đổi Hình Bắt Chữ là người chơi chính thức. Em rất là vui, em hy vọng là em sẽ bắt được nhiều hình, trả lời được nhiều câu hỏi và mang được phần thưởng lớn về nhà. Hồng ạ, tôi phải nói thật là mới nhìn bạn Hồng tôi thấy rất giống một người bạn đồng nghiệp của tôi, giống diễn viên Nguyệt Hằng. Rất giống diễn viên Nguyệt Hằng của nhà hát Tuổi Trẻ. Dạ. Vâng, rất giống, rất xinh đẹp. Người tiếp theo. Xin chào anh Xuân Bắc, xin chào tất cả những khán giả của chương trình Đổi Hình Bắt Chữ. Tôi là Đinh Khánh Thiện và hiện nay thì tôi đang là nhân viên khối hành chính nhân sự của Viện Nghiên cứu Di động Samsung Việt Nam. Ngày hôm nay thì tôi hy vọng rằng mắt, não và mồm của tôi sẽ hoạt động một cách hiệu quả để tôi có thể trở thành người chiến thắng, và rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho cả ba người chơi của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, bạn Thiện. Dạ vâng. Nhìn này. Vâng. Đúng không? Để mắt này. Miệng để nói này. Vâng. Đúng không? Não ạ. Não, để tư nghiên duy cứu ạ. Đúng không? Vâng. Rất đúng đấy, rất đúng chuyên môn này. Một tràng vỗ tay cho bạn Thiện thưa quý vị. Xin cảm ơn. Người tiếp theo. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi. Dạ vâng ạ. Đây là lần thứ hai em quay trở lại với chương trình Đổi Hình Bắt Chữ ạ. Tôi nhớ ra rồi. Mời bạn giới thiệu. Xin chào anh Xuân Bắc, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang ngồi trước máy thu hình. Tên em là Vũ Mỹ Lệ. Hiện đang công tác tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Rất vui được quay trở lại chương trình Đổi Hình Bắt Chữ và hy vọng quý vị sẽ cùng cổ vũ cho cả ba người chơi ngày hôm nay. Bạn Lệ, lần trước là bạn... Nhà có việc anh ạ. Nhà có việc phải về trước. Nhưng mà tôi nói luôn, từ bây giờ trở đi là nhà ai có việc thì cũng phải quay xong chương trình chúng tôi mới trở về. Cho đến bây giờ thì quý vị khán giả cũng cảm thấy quen rồi. Đó là chúng ta không có vòng một để loại một ai đó một cách nghiệt ngã nữa. Cho nên hôm nay bạn Mỹ Lệ quay trở lại chương trình, cố gắng lên, giành điểm thật cao. Em cảm ơn anh. Chúng ta cùng đến với Đổi Hình Bắt Chữ. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần thi thứ nhất của Đổi Hình Bắt Chữ. Phần thi thứ nhất, bạn Hồng, bạn Thiện và bạn Lệ. Hy vọng rằng các bạn bình tĩnh, tự tin và sẽ trả lời được nhiều đáp án, ghi được nhiều tiền thưởng. Luật chơi ở phần này như sau, có 10 miếng ghép, mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Các bạn đuổi theo hình, bắt chữ, ai bắt đúng hình chữ, người đó sẽ có 300.000 đồng tiền thưởng. Các bạn được quyền suy nghĩ, đến khi nào cảm thấy mình tìm được đáp án đúng, nhấn chuông giành quyền trả lời. Người đầu tiên trả lời mà sai, hai người còn lại có 10 giây để mỗi người trả lời một lần. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nào, đây là gì?
dùng cử chỉ của cả tay và chân kèm theo trong khi nói thường là với vẻ đắc ý, ba hoa. Mời bạn Hồng. Thưa anh, là hoa chân múa tay ạ? Hoa chân múa tay, chính xác, tuyệt đối. Chúc mừng bạn với 300.000 đồng tiền thưởng. Hoa chân múa tay, miếng ghép thứ hai. Mời bạn Hồng. Thưa anh, là mực nước ạ? Mực nước, một tràng múa tay cho bạn Hồng. Đáp án chưa chính xác, tay cho phấn khởi rồi. Tiếp tục. Mời bạn Lê. Đảo mực ạ? Đảo mực, không phải. Còn 5 giây cho bạn Thiện. Tiếp tục. Mời bạn. Em xin nói là đổ mực ạ. Đổ mực, đáp án của chúng tôi đưa ra là... Đầu tiên khẳng định bạn chưa chính xác đã. Đáp án chúng tôi đưa ra là... Biển đen. Đấy, biển nó loang đen. Đó, thấy chưa? Miếng ghép thứ 3, mời các bạn. Mời bạn Mỹ Lệ. Giấy bóng. Giấy bóng, đáp án hoàn toàn đúng, giấy bóng. Giấy bóng, loại giấy mỏng, trong hoặc mờ, dùng để bọc, gói, chống ẩm hoặc dùng để trang trí. Giấy bóng, mời bạn. Tiếng này nghe rất hay, tiếng nhận lương hàng tháng. Tiếng nhận lương. Vâng. Miếng ghép thứ 4. Mời bạn Mỹ Lệ. Xô nước ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn Thiện. Nước giặt ạ. Nước giặt, không đúng. Tiếc quá. Mời bạn Hồng. Thưa anh, là nước lau nhà. Chính xác, đó là nước lau nhà. Bạn Thiện có lau nhà bao giờ không? Dạ có anh ạ, thường xuyên ạ. Thường xuyên mà lại nước giặt. Nhưng em thấy là nước đang giặt chổi. Lau nhà nói như này. Nước lau nhà, loại dung dịch có mùi thơm và chất diệt khuẩn, được hòa cùng với nước sạch dùng để lau nhà cho sạch và thơm mát. Nước lau nhà. Xin mời. Miếng ghép thứ 5, rất đơn giản. Bình tĩnh nha. Mời bạn Mỹ Lệ. Bánh giò. Bánh giò, chính xác. Bánh làm bằng bột gạo tẻ có nhân thịt, mộc nhĩ, nấm hương, hành, gói bằng lá chuối, thành hình củ ấu, luộc chín ăn rất ngon. Bình tĩnh ngay. Bánh giò, mời bạn. Tôi lưu ý bạn Thiện nhé. Dạ vâng, anh có gợi ý gì thì anh gợi ý nhanh đi ạ. Có, tôi gợi ý cho bạn. Vâng, gợi ý nhiệt tình của ạ. Nhưng mà không riêng gì bạn đâu, cho nên bạn cần phải nhanh hơn và tập trung hơn. Dạ vâng. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Mỹ Lệ. Cò mồi. Cò mồi, đáp án hoàn toàn đúng. Cò mồi, người làm trung gian giới thiệu cho hai bên làm quen nhau để mua bán hay quan hệ. Xin mời. Miếng ghép thứ 7. Rất nhanh, chúng ta đã sắp kết thúc phần thi thứ nhất rồi. Mời bạn Thiện. Mũ hỏi, dấu mũ hỏi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Có hai từ thôi. Dấu mũ ạ. Đáp án là? Dấu mũ ạ. Chính xác, đó là dấu mũ. Xin chúc mừng. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. Một cách gọi khác của cốp xe. Mời bạn Mỹ Lệ. Thùng xe. Không phải. Tiếp tục nào. Mời bạn Hồng. Hòm xe ạ. À? Hòm xe là đáp án chính xác. Từ này chúng ta rất ít sử dụng, nhưng nó cũng chính là hòm xe đấy. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 9. Mời bạn Mỹ Lệ. Sông Mã. Bạn quá tài năng và thông minh luôn. Chính xác. Sông Mã là một con sông của chúng ta, nhưng có đoạn nối với Lào. Và chiều dài theo chúng tôi được biết là khoảng 512 km. Trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài tới 410 km. Và phần trên lãnh thổ Lào dài có 102 km mà thôi. Sông Mã. Xin mời. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Hy vọng bạn Thiện sẽ trả lời được. Ý nói không phải việc của mình nhưng cũng tham gia làm vào. Mời bạn Thiện. Nhúng tay ạ. Đáp án chính xác, đó là nhúng tay.
Tôi hỏi thật bạn Thiện nhé, từ khi mà trả lời được và ghi tiền thưởng, bạn thấy tinh thần nó nhẹ nhàng hơn không? Dạ vâng, phấn chấn hẳn lên. Phấn chấn hẳn lên. Và vừa rồi là gì? Nhúng tay ạ. Nhúng tay, đáp án chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Một tràng vỗ tay, chúng ta kết thúc phần này, thưa quý vị. Đầu tiên là bạn Ngô Thị Hồng, quê quán ở Bắc Giang, nghề nghiệp là dược sĩ. Dạ. Dược sĩ là bán hàng ạ. Bạn... Dạ vâng, em bán thuốc Tây ạ. Bán thuốc Tây. Dạ. Thích đi xem phim một mình, thích đi mua sắm một mình. Khi buồn thích ngắm mặt hồ nước mênh mông một mình. Ngắm lúc trời còn sáng, không ngắm khi trời đã tối. Và dù sáng hay tối cũng ngắm một mình. Bạn thích một mình ạ? Dạ vâng, khi em một mình thì em cảm thấy rất là yên tĩnh. Ví dụ như đi xem phim một mình chẳng hạn. Lúc vui thì cười một mình, cũng không có bạn bè nào nhìn mình. Hoặc là cái lúc đoạn phim buồn mà em có khóc ấy thì các bạn cũng không nhìn và em cũng không xấu hổ. Tức là bạn ngại chia sẻ. Đúng rồi ạ. Còn tại sao em thích đi mua sắm một mình là bởi vì là các bạn nữ thì rất là nhiều phong cách khác nhau. Nếu như mà đi cùng với các bạn thì kiểu gì cũng không mua được cái gì cả. Cho nên là khi em ý định mua một cái gì đó là em tự đi, em tự mua. À, cũng hay đấy. Bạn Mỹ Lệ có hay đi một mình không? Em cũng thích đi mua sắm nhưng mà không thích đi một mình ạ. À, tôi cũng ngại một mình lắm. Một mình nó buồn buồn, Thiện nhỉ? Dạ vâng, em cũng sợ một mình ạ. Ừ. Trước tôi hát bài một mình hay lắm. Em hát cũng hay như anh vậy. Sở trường của bạn Hồng là gì? Sở trường là em có thể ăn bún bò Huế một ngày 3 bữa và một tháng 30 ngày. Bạn thích bún bò Huế? Dạ vâng ạ. Bạn vào Huế ở bao giờ chưa? Em chưa ạ. Chưa, nhưng mà vâng. Thích cái vị bún bò Huế. Dạ vâng ạ. Em là người tương đối khó tính, hơi nguyên tắc trong một số tình huống. Lý do tham gia chương trình của bạn? Lý do tham gia chương trình của em là thứ nhất là đến đây được làm người chơi chính thức một lần và để thử thách cùng với hai bạn. Cái thứ hai nữa là em muốn có nhiều phần thưởng về vì một số lý do. Ví dụ như là có mẹ em ở dưới kia này, có chồng em này, có các con, các cháu này, có chị hàng xóm, có em nhân viên này đang chờ em là... Người bảo đưa đi ăn kem này, người bảo đưa đi ăn lẩu nướng này, cho nên là em áp lực lắm ạ. Áp lực. Dạ vâng. Còn gì nữa không? Nhiều người thì cũng lên đây có một cái lý do là bảo đến đây để gặp anh Xuân Bắc, nhưng mà em gặp thường xuyên. Anh từ chối cũng được, như em gặp anh thường xuyên, đêm đến là em gặp anh rồi. Toàn gặp đêm. Toàn gặp về đêm đấy. Đúng rồi, em toàn gặp về đêm thôi ạ. Cụ thể thế nào? Thì em nói trước đi, tại vì anh thực ra anh cũng rất hay mộng du ấy. Nhiều khi anh cũng không biết được cụ thể thế nào. Trước đây thời gian của em làm đến 10 giờ đêm, thì em sẽ gặp anh từ khoảng 10:30 đến 12 giờ. Bây giờ em kết thúc công việc vào 8 giờ tối thì em sẽ gặp anh khoảng từ 9:30 đến 11 giờ. Chồng em chỉ cho gặp thế thôi. Bạn xem đúng không? Hay là như thế nào? Hôm nay có ông xã đi cùng gì? Có ạ. Tức là khi bạn gặp tôi là ông xã giám sát đó gì? Đúng rồi ạ. Thế thì yên tâm rồi. Một xíu nữa tôi xin nghỉ, không dẫn chương trình nữa. Bạn hãy xem những chương trình gì của tôi. Em rất hâm mộ chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ này từ khi mà nhà em vẫn còn cái tivi đen trắng ấy ạ. Vâng, đến qua một thời gian thì em bận đến công việc và học hành, thì gần đây cách đây khoảng 2 năm trở lại đây thì em bắt đầu theo dõi lại chương trình. Chương trình này em rất là hâm mộ. Và em hâm mộ một cái chương trình game show của anh nữa, đấy là chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế ạ. Xin cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho cái chương trình mà tôi làm. Bạn Mỹ Lệ, vâng, đây là bản đăng ký của bạn, rất đẹp, thưa quý vị. Kể cả bản đăng ký của bạn Hồng cũng rất tuyệt. Ten 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 ten. Em một bên và anh một bên. Cách nhau bởi đuổi hình bắt chữ. Đuổi hình bắt chữ ở giữa. Đơn vị công tác Đại học Quốc gia Hà Nội. Họ và tên Vũ Mỹ Lệ, nghề nghiệp là chuyên viên. Lý do tham gia chương trình là thử thách bản thân, trau dồi kiến thức, thể hiện cho ông chồng thấy sự lợi hại của vợ. Tức là bạn mượn chương trình, lên chương trình để cho chồng biết sự lợi hại của mình. Theo bạn là chương trình sẽ hỗ trợ bạn thế nào để bạn thể hiện sự lợi hại? Dạ, chỉ cần là được phần thưởng cao thôi là đã thể hiện được sự lợi hại của em rồi. Vì nhà em có một cái cách gây quỹ rất gắn liền với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Đấy là mỗi buổi tối thứ bảy sau khi mà cơm nước xong thì hai vợ chồng bật tivi lên xem và cùng nhau đoán xem là ai đoán được nhiều hơn, ghi được nhiều điểm hơn thì cái người thua còn lại thì sẽ phải đúc lợn 100.000. Thế bạn hay phải nhát lợn thấy không? Không ạ, chồng em là người xung quỹ nhiều hơn ạ. Rồi, thế đây rồi. Hỡi ông chồng của bạn Mỹ Lệ. Đang ngồi dưới kia ạ. Đang ngồi dưới kia. Vâng.
với ông chồng của bạn Mỹ Lệ. Chỉ cần thông qua cái câu chuyện bạn kể là tôi thấy gia đình rất là hạnh phúc. Dạ vâng. Rất là chia sẻ với nhau. Người ở giữa là bạn Thiện. Bản đăng ký xấu nhất là của em ạ. Bản đăng ký xấu nhất. Từ nãy giờ em thấy anh khen hai bạn nữ bản đăng ký đẹp nhiều quá, thấy chạnh lòng. Thực ra là thế này này bạn Thiện này. Cái này là ông anh em mình ấy mà. Vâng, đơn giản và hiệu quả. Đơn giản, hiệu quả. Mà có đẹp thì là đẹp ở tâm hồn. Vâng ạ. Nội dung đẹp là được đúng không? Đúng rồi, nội dung được. Nội dung bạn cũng chả đẹp cơ. Tôi đùa vậy thôi. Thích đi du lịch trong và ngoài nước để chụp ảnh sống ảo, trưng lên Facebook. Thích hóng chuyện, buôn chuyện, tám chuyện, nhưng không bịa chuyện. Sở trường là tất cả những chức năng liên quan đến mồm. Cụ thể thế nào? Dạ vâng ạ, chức năng liên quan đến mồm thì bao gồm có ăn, nói và hát. Thì cả ba chức năng này em đều khá ạ. À, vâng. Cả hát, cả ăn, cả nói. Dạ vâng. Nói thì chúng ta thấy rồi. Ăn thì chắc là phải ăn đến thì... liên hoan. Vâng. Thế còn hát? Dạ vâng, hát thì cũng khá khá như à. Nói vậy. Bây giờ bạn sẽ hát bài gì? Như đi thể hiện. Nếu mà bây giờ được hát thì em sẽ xin tặng trường quay và tất cả các khán giả một bài hát mang tên là Khúc Yêu Thương ạ. Khúc Yêu Thương, sẵn sàng. Dạ vâng, em sẵn sàng rồi. Một tràng vỗ tay với bạn Thiện với Khúc Yêu Thương. Vang câu hát ngân hoan chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi siết tay ấm nồng. Chờ mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tất niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra tìm về ngày ấu thơ. Tôi mong nhiều mơ dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng qua đi cách xa vui mừng, dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi lại, chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về, lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tình yêu. Đêm qua đi giây phút đón năm vừa sang, trong tim ta khao khát khắp ngọn lửa sáng, mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau. Tìm về ngày ấu thơ, tôi mong nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng qua đi cách xa vời vợi, dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại, chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về, lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tình yêu. Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tình yêu. Tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018
với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là vòng 2 của Đuổi Hình Bắt Chữ. Vòng 2, bạn Hồng đang có 900.000 đồng, bạn Thiện đang có 600.000 đồng, bạn Mỹ Lệ có 1 triệu 200.000 đồng. Kết thúc phần thi này, ai có số tiền thưởng cao hơn, người đó sẽ vào vòng tiếp theo. Hai người còn lại sẽ phải chia tay với chương trình. Các bạn biết luật rồi. 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép sẽ có giá trị là 500.000 đồng. Miếng ghép lớn với giá trị là 3 triệu đồng. Các bạn được quyền trả lời liên tục. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Đây là gì? Mời bạn Thiện. Nước mắt ạ. Hoàn toàn đúng, nước mắt. Nước mắt là một dung dịch dạng lỏng được tiết ra từ bộ phận mắt của cơ thể thông qua tuyến lệ. Về mặt sinh học, nước mắt là dung dịch dùng để làm lau sạch những bụi bám ở con người. Khi tuyến lệ tiết ra nước mắt để làm ướt và trôi đi các bụi bẩn ở mắt do bụi bay vào mắt hay là do nước bẩn tiếp xúc vào mắt. Nhưng nước mắt thì lại là một trong những cái cơ chế bộc lộ cảm xúc của chúng ta. Mời bạn Thiện. Mở chi tiết. Hãy nhấn chuông để mở. Vâng, bạn có 5 giây. Bạn có 5 giây. 3, 2, 1. Chưa có đáp án. Miếng ghép thứ 2. Xin mời. Chim rừng cùng họ với gà và trĩ. Mời bạn Thiện. À, gà sao ạ? Hoàn toàn đúng, đó là gà sao. Hai câu đầu tiên bạn đã mở chính xác. Mời bạn. Mở chi tiết. Gì đây? Chưa có đáp án. Miếng ghép thứ tư. Các bạn nữ rất khoái món này. Đây là gì? Luộc cũng ngon, nướng cũng ngon, cho vào lẩu cũng ngon. Con gì đây? Con chim. Con chim, đúng rồi, miễn tìm nó là con chim gì. Miễn biết nó là con gì nhưng nó hành động của nó là gì. Đang trên trời và nó xuống này. Anh đậu. Mời bạn Hồng. Thưa anh là đậu bắp ạ. Đáp án chính xác, nó là đậu bắp. Đậu bắp còn gọi là mướp tây, là loại thực vật có hoa, có giá trị vì quả non ăn được. Mời bạn Hồng. Mở. Thưa anh là trôi theo dòng nước ạ. Trôi theo dòng nước. Tức là bạn đang chú ý cái khúc củi kia đúng không? Vâng, em nhìn thấy gì thì em nói đấy ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 5. Cố gắng lên các bạn. Mời bạn Hồng. Thưa anh là sách đỏ ạ. Chưa chính xác. Mũi tên chỉ vào. Gì đây, được quyền trả lời liên tục mà. Em bấm rồi ạ. Vâng, mời bạn Lễ. Danh sách đen ạ. Danh sách đen, đáp án là chính xác. Danh sách đen, danh sách tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến việc vi phạm pháp luật cần được liệt kê để kiểm soát, danh sách đen. Đôi khi trong điện thoại của chúng ta có một cái danh sách đen, tên gọi của nó là blacklist. Và chúng ta liệt kê những cái số điện thoại chúng ta không muốn liên lạc vào đấy. Và bất kỳ ai cũng có quyền có cho mình ít nhất là một danh sách đen. Xin mời bạn. Xin mời. Em thưa anh là Mùa Nước Nổi. Mùa Nước Nổi, đây là tên một bộ phim. Hình như thế. Chính xác, đó là tên một bộ phim, nhưng không phải đáp án của chúng tôi. Miếng ghép thứ 6 mà các bạn không trả lời được thì tôi buồn lắm. Dễ lắm. Xin mời. Mời bạn Mỹ Lệ. Mũ bảo hiểm. Hoàn toàn đúng, đó là mũ bảo hiểm. Dễ hay khó bạn Lệ? Trả lời xong rồi thì em thấy rất dễ. Kiểu sao?
trả lời xong rồi thì mình thấy rất là dễ. Bạn Thiện thấy khó hay dễ? Em thấy bình thường. Chỉ những người trả lời được là những người bất bình thường. Phi thường, không đúng, bình phi thường. Mời bạn. Mở nào. Xin mời. Bạn nước nổi giờ? Thuyền trôi ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Minh Lệ. Gạch cua. Đáp án chính xác. Các bạn gạch cua là gì? Gạch cua là gạch ở bên trong con cua, cái phần hay dùng để nấu canh ạ. Dễ hiểu thế thôi đúng không? Vâng, thế thôi ạ. Hình như phần này của bạn hết hay sao ấy? Tập trung vào, mở. Bốn. Nước non. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 8, xin mời các bạn. Hãy đưa ra đáp án đây là gì. Mời bạn Hồng. Lời cánh chim. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn Thiện. Lời có cánh. Lời có cánh là chính xác. Bởi vì cái tính chất của chương trình cho nên tôi không dừng lại để tôi hỏi được. Nhưng tôi xin hỏi bạn Hồng là cái lời cánh chim là lời như thế nào? Thưa anh là em thấy lời nói ra cái cánh chim nên là em nói thế thôi. Còn cái loại lời cánh chim nữa thì sợ thật. Mời bạn Thiện nhận tiền thưởng. Mời. Nào cơ hội. Xuôi chèo mát mái ạ. Xuôi chèo mát mái, đó không phải là đáp án của chúng tôi. Sau đây sẽ là miếng ghép thứ 9, là cơ hội cuối cùng. Cho nên tôi sẽ gợi ý, đồng ý không? Cơ hội cho cả ba bạn. Bạn Lệ thấy thế nào? Dạ được ạ. Chứ sao tôi nói gợi ý mà mặt bạn lại buồn thế? Em vẫn đang tư duy ạ. À tư duy, bạn cố gắng tư duy đi. Miếng ghép thứ 10. Thật tiếc là cái chỗ cần mở thì các bạn chưa mở được. Ý nói đến người mà phải chịu trách nhiệm một việc gì đó. À bạn Lệ biết chưa? Tìm ra chưa? Bạn Hồng tìm ra chưa? Em rồi ạ. Bạn Hồng đưa ra mấy từ? 4 từ ạ. 4 từ. Bạn Mỹ Lệ đưa ra mấy từ? Em cũng thế ạ. Bạn Thiện thế nào? Em còn chưa biết là có mấy từ ạ. Đúng rồi. Không biết là bình thường thưa quý vị. Không biết là bình thường. Ấy thế mà chưa biết là thế nào đâu. Bây giờ sẽ là miếng ghép thứ 9. Ai trả lời được miếng ghép thứ 9 sẽ có cơ hội đến với miếng ghép thứ 10. Đây là gì? Mời bạn Lệ. 2 1. Tiếp tục. Kia là cục gì? Nó đang thế nào đây? Mời bạn Thiện. Gom đồ ạ. Chưa chính xác. Mỹ Lệ tập trung. Mời bạn Hồng. Gom tẩy ạ. Gom tẩy không đúng. Gì đây? Cái gì kia đã nào? Cái cục gì? Cục tẩy. Không phải cục tẩy. Cục này mà phết vào bánh mì ăn rồm. Mời bạn Lệ. Bơ. Cái gì? Dạ, 3 là cục bơ. 2 2. Bơ gom. Tiếp tục. Mời bạn Mỹ Lệ. Xe bơ. Không phải. Tiếp tục. Nào, đây là gì? Nó đang hành động của nó đó. Này. Mời bạn Hồng. Thưa anh là bơ vơ ạ. Đáp án chính xác đó là bơ vơ. Bạn trả lời đáp án chính xác là bơ vơ rồi. Vấn đề bây giờ là đầu tiên xin mời bạn nhận tiền thưởng. 4 từ mà tôi gợi ý cũng đưa ra rồi, bạn mở nốt. Đó là gì? Thưa anh, thêm là đứng mũi chịu sào ạ. Rất chính xác. Đứng mũi chịu sào. Những trường hợp phải đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất cho một công việc nào đó, đứng mũi chịu sào. Thưa quý vị, là trước khi đến với miếng ghép thứ 9 thì số tiền thưởng của bạn Hồng là ít nhất. Trả lời được miếng ghép thứ 9 thì bạn được cộng thêm cho mình 500.000 đồng. Và cộng thêm 3 triệu đồng của miếng ghép thứ 10 hiện nay bạn đang có sẽ là 4.900.000 đồng. Bạn Mỹ Lệ rất xuất sắc, tôi phải nói thật.
đây chỉ là có một chút thôi. Bạn có đưa ra đúng đáp án thế này không? Em nghĩ ra rồi từ lúc anh gợi ý rồi ạ. Còn cái phần kia thì lúc chị bấm thì em cũng nghĩ ra rồi nhưng mà chậm hơn. Không sao, cái này nó chỉ nhanh chậm một chút thôi. Dạ vâng. Tôi tin rằng bạn cũng đã tìm được ra đáp án, và cụ thể trong hai phần chơi thì bạn đang giành số điểm cao nhất nếu như không kể miếng ghép thứ 10. Bạn Mỹ Lệ có 3.200.000 đồng. Bạn Thiện đang có 2.100.000 đồng. Thưa quý vị, chúng ta phải chia tay với bạn Mỹ Lệ và bạn Thiện. Hai bạn sẽ ra về với số tiền các bạn có được cộng với quà của chương trình. Xin mời. Bạn thấy chương trình thế nào? Em thấy chương trình vui ạ. Vui. Vâng. Có buồn vì mình không đạt số tiền cao không? Dạ cũng hơi buồn ạ, nhưng mà nói chung vui là được ạ. Vui là được thôi. Có tiền mang về là vui ạ. Là tương mừng rồi. Bạn Lệ, tôi xin gửi tặng bạn. Bạn Lệ quay trở lại chương trình lần này thì cảm giác thế nào? Em nghĩ rằng em chơi tốt hơn lần trước. Tốt hơn rất nhiều đấy. Chắc lần trước hồi hộp quá. Lần trước bạn mặc váy đỏ đúng không? Dạ vâng. Đấy, tôi nhớ. Chắc là mệnh hợp với màu vàng hơn, lần sau rút kinh nghiệm ạ. Cố gắng lên. Dạ, xin cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 3, đó chính là Đuổi Hình Bắt Chữ siêu tốc. Thưa quý vị, chỉ có 60 giây chúng ta cùng xem người chơi sẽ vượt qua thử thách như thế nào để họ chứng minh mình xứng đáng giành được phần thưởng lớn nhất của chương trình. Hãy dành cho người chơi ở vòng 3 một tràng vỗ tay. Tôi sẽ nói kỹ cho bạn về luật, chắc hẳn bạn nghiên cứu rồi. Dạ vâng ạ. Chúng tôi sẽ có 15 miếng ghép, 15 hình, mỗi hình là một câu, được bố trí thành 5 tầng theo dạng hình tháp. 60 giây, bạn phải leo từ tầng 1 lên tới tầng 5. Với nguyên tắc trả lời được một câu ở tầng dưới thì sẽ được lên tầng trên. Số tiền thưởng tương ứng với mỗi tầng sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. 60 giây, mời bạn. Ô số 2 ạ. Ô số 2. Mớ 3, mớ 7 ạ. Đáp án chính xác, mớ 3, mớ 7. Cố gắng lên. À, số 7 ạ. Số 7, mời bạn. Đây là gì? Câu mà các bà mẹ dặn con trước khi về nhà chồng đấy. Con ơi nhớ. Thuyền theo nái, gái theo chồng. Nói chính xác nào. Chính xác. Thuyền theo nái, gái theo chồng. Thôi được rồi, đúng rồi. Tiếp tục, xin mời bạn. Cơ số 11 ạ. Ô số 11. Đây là gì? Cố gắng lên. Cúc tươi sen tàn ạ. Không phải. Một câu nói rất quen thuộc. Nó liên quan đến mùa trong năm. Thu vàng. Không phải thu mà là bạn thấy gì? Không phải thu mà là gì? Hoa cúc, gì đấy? Hoa cúc ạ. Không phải, hoa tôi chỉ. Hoa sen ạ. Đờ, là sen tàn. Sen tàn cúc. Đúng rồi. Và nó cũng chính là một trong số những cái câu nói về kinh nghiệm về mùa trong năm. Sen tàn cúc lại nở hoa. Thật tiếc. Không sao. Tôi đang hy vọng tôi được trao cái sản phẩm mà hợp với mệnh của bạn đấy. Nào. Bạn có được 6.900.000 đồng tiền thưởng, xin chúc mừng. Xin mời bạn.
bạn sẽ ra về với số tiền thưởng bạn giành được cộng với quà của chương trình. Được, xin mời bạn. Xin gửi tặng bạn, chúc bạn luôn luôn may mắn, mạnh khỏe. Em xin cảm ơn anh Xuân Bắc, xin cảm ơn toàn thể ekip chương trình ạ.